Alo, cả nhà khỏe không? Hôm nay con muốn chia sẻ về những người định cư Mỹ. Ai mà chưa qua Mỹ cũng không biết chuyện gì xảy ra. Tưởng là qua Mỹ là ngon, qua Mỹ là dễ kiếm tiền, tiền được dớt xuống, không phải vậy đâu nha. Nha, nhiều người, tại vì nhiều người chưa qua Mỹ không biết, cứ nghe mấy người mà từ Mỹ về Việt Nam chơi đó, mấy người đó nhiều người cũng nổ, hiểu không? Đó, mình cũng đừng có nghe hết, nhiều người cũng nói thiệt, nhiều người cũng nổ, cũng mình cũng không biết người nào thiệt người nào giả, đúng không? Đó, rồi ai mà coi xong cái clip này đó, rồi nhớ mình hiểu biết rồi đó, mình làm đúng, đừng có nghe lời người ta nói nữa, đúng không? Đó, bên Mỹ á, không phải là tiền nó rớt xuống lụm đâu, mình phải làm đó, làm cực khổ nữa đó. Thì khi mà mình nhỏ mình qua là có tương lai hơn đó, con muốn giới thiệu cả nhà nghe nghe rõ nha. Con nít nó qua đây nó có tương lai hơn người lớn. Tại sao? Tại nó qua đó để học thôi, không cần làm gì hết á, cứ học 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 tới ra trường cái là có cái bằng bằng cấp bên Mỹ vậy đó, bằng cấp á là đi kiếm việc làm dễ lắm. Còn mình không có bằng cấp, mình là mình kiếm việc làm hơi khó, hiểu không? Tiền ít nữa, khó mà tiền ít nữa đó, bởi vì có tương lai cho nít nó qua, có tương lai nó học giỏi những cái em, rồi miễn phí học nữa, rồi có tiền cho nữa đó. Bên Mỹ vậy đó, nó sướng vậy đó, không có giống cái nước khác. Mấy cái nước khác học giỏi đâu có tương lai, Mỹ mấy nít học giỏi nó có tương lai, là có cung cung là nhà nước nó cho tiền nữa đó. Con nít nó qua Mỹ nó có tương lai hơn người lớn đó. Mấy cái kiểu như là người lớn mà ba mấy tuổi qua đó là hết tương lai rồi, ba mấy tuổi, tại lớn quá qua đây không có biết tiếng Anh, rồi từ 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 phải học lại nữa, thấy không? Buồn lắm. Tại sao con nói buồn không? Tại không biết tiếng Anh, giống như ở tù vậy, có nhốt ra ngoài, không biết lái xe, giờ không biết tiếng Anh, giờ không biết làm gì, không có bằng cấp gì hết. Từ đầu phải làm lại hết. Từ đầu làm lại nó buồn lắm. Bởi nhiều người qua Mỹ hả, được 6 tháng muốn về Việt Nam lại luôn á, không muốn ở mà. Đó, nhiều người không biết tiếng Anh qua đây, tại tuổi lớn nó qua đây làm bếp, nấu phở, bưng phở này nọ, đâu được nhiêu tiền đâu. Mà làm 12 tiếng, 10 tiếng, một tuần, một làm tháng lương nữa. Ít xịt à, và làm từ sáng tới tối luôn á, là không thấy mặt trời luôn á đó. Bởi vì con muốn nói cũng khổ lắm á, con nít qua đây có tương lai hơn người lớn, qua đây không có tương lai đó, con nói sự thật đó. Ai mà chưa qua Mỹ đó, nghe cái clip của con đó là con giúp được giúp nha. Tại con không thích mấy người về bên Việt Nam nó nổ quá, làm banh xác nhiều người quá, ai cũng nghe, mấy đứa con gái nó trẻ trẻ nó nghe. Ừ, thích nổ con gái, ô anh này gì kêu có tiền, ôi xong cái theo người này qua đây, rồi rốt cuộc cái bỏ, tại qua đây biết nó xạo rồi, bỏ phải rồi. Con gái người ta có mười mấy tuổi, theo ông đó bốn mấy năm làm ba luôn rồi, qua đây thấy không có tiền cái đá phải rồi, phải ly dị. Một giờ xong cái này nói xấu người này, nói xấu người kia, ô lấy giấy tờ xong cái lấy thẻ xanh rồi xong cái chia tay người ta, bỏ người ta. Nhiều cái mình cũng không có tin ai hết, mình cũng phải coi hai bên, bên nào sai bên nào khác. Nếu mà con trai nó gạt con gái là không đúng, không, nếu mà con gái gạt con trai cũng không đúng nữa đó. Mình làm sai á, trái đất này quả cầu này đó, làm sao mình phải trả đó. Trái đất này, cái quả cầu này nó công bằng lắm, làm mình làm tốt tốt tới mình, làm xấu là xấu tới mình đó. Bởi ai mà nghe được clip này đó, đừng có làm bậy bạ nha, làm đúng nha. Đó, con chia sẻ vậy thôi, con phải con muốn dạy hết nha, chia sẻ thôi. Ok. Hello cả nhà, con chào chú bác anh chị. Cả nhà khỏe không? Về hôm nay con muốn chia sẻ về đời sống bên Mỹ. Nhiều người về Việt Nam nổ nổ là mình có tiền, mà nhiều người á là có thiệt, có tiền thiệt. Mấy người có tiền thiệt á về bển không có nổ,
Còn mấy người không có tiền á, về bển anh nổ banh ta lông luôn. Cả nhà để ý nha. À, ai mà ở Mỹ á, có tiền á, người ta im thầm lắm, không có nổ. Còn mấy người không có tiền á, về bển anh nổ banh xác luôn. À, con muốn nói nhiều người tưởng bên đây lụm vàng, qua đây có nhà có cửa, có xe mới mặc hiệu, chạy xe BMW, nhà mới này nọ. Đa số bên đây là trả góp không à, trả 30 năm, xe là 6 năm, xe trả 6 năm, mỗi một tháng là mấy trăm. Ok, còn nhà là 30 năm, khỏi nói vậy đó, ăn thua mình đa bao nhiêu nữa. Có khi một tháng trả 2.500, có khi 1.500, có khi 900 cũng có, depend vậy đó. Bởi vì nhiều người không biết, chú qua Mỹ tưởng là bên này lụm vàng, không phải đâu, qua bên Mỹ phải cài đó. Qua bên Mỹ phải cài. Nhưng không biết, qua bên đây tưởng là bên đây lụm vàng đâu cần làm gì đâu ha, bên đây qua Mỹ là cái tiền đó phải vậy. Việt Nam mua đồ là một lần trả hết đúng không, cầm một cặp tiền mua cái gì cũng trả hết, lấy tiền mặt một cái ba bố phải không, ba bố tiền trả hết. Bên Mỹ đâu có được xài ba bố tiền, bên Mỹ không được xài ba bố tiền, bên Mỹ xài credit card với xài giấy tấm check á, you know, là trả bill gì đó. Ừ, nó bên Mỹ vậy đó, không có chơi giống như kiểu Việt Nam, chơi một bao bố tiền trội nặng khiên, mua xe mua nhà gì đó, rồi một bịch vàng rồi này nọ, không phải vậy, bên Mỹ không chơi vậy. Bởi vì giờ chưa qua đây không. Hello cả nhà, con chào cả nhà. Cả nhà khỏe không? Con chào cả nhà nha, con chào chú bác anh chị. Còn hôm nay con chia sẻ sự thật cho cả nhà coi và biết. Nhiều người không biết Mỹ với Canada với mấy cái nước gì đó, ai cũng tưởng là qua đây là lụm tiền, lụm vàng. Thấy người ta qua đây, thấy người ta bên Mỹ, chạy xe BMW, Mercedes, ở nhà lớn, nhà rộng, rồi mặc đồ hiệu này nọ. Ai cũng thích ha, tưởng là ở bên đây lụm vàng thiệt, không phải vậy. Nhiều người đâu dám về Việt Nam, kể là bên đây là cài chết bà luôn, đúng không? Đó, nhà bên đây á, ta là nhà lớn nhà rộng á, ta là nhà đó, nhà còn thiếu 30 năm, 20 năm là trả hết đó. Xe cũng vậy nữa, xe mới, xe Mercedes đâu phải giống Việt Nam đâu, một lần trả hết, đúng không? Người bên Mỹ á, một lần không trả hết, trả từ từ. Thí dụ chiếc xe đó BMW 70 ngàn đi, một chiếc xe. Ok, 70 ngàn đâu trả hết đâu. Rồi mỗi tháng trả 400, 300 gì đó. Ừ, trả có khi trả 8 năm luôn. 8 năm có khi trả 5 năm. Nếu mà mình đau nhiều á, mình trả 3 năm, còn mình đau ít, mình trả 8 năm mình phải trả hết chiếc xe, không phải là nó sẽ chạc đó. Cái đó là sự thật đó. Bởi nhiều người không biết, tưởng là bên Mỹ, người này chạy xe đẹp, ở nhà đẹp, mặc áo hiệu, trả hết, đâu phải đâu. Không có trả hết á, bên Mỹ là trả góp không à. 30 năm, 20 năm, nhà là thường thường là 30 năm. À, nếu mà giỏi 10 năm hoặc là 20 năm nếu mà giỏi. Còn nếu mà giỏi nữa đó, trả pay off luôn, là phải trả một lần luôn đó. Thì khi mấy cái nhà nó dễ lắm. Kiểu như nhà mà thôi bây giờ con giải thích ha, một nửa vậy đi. Thí dụ cái nhà mà auction á, cái nhà mà kiểu như là người ta trả không hết cái nhà đó. Thí dụ trả không nổi, rồi xong cái bị nhà nước nó lấy. Không phải bị nhà nước, bị ngân hàng lấy, xong cái ngân hàng bán lại cái nhà đó là 150 ngàn đi đó. Rồi ai mà
có tiền tiền mặt á, giờ trả hết một lần đó. Cũng có người ở bên Mỹ cũng có người trả một lần 150.000 đó tiền mặt là lấy cái nhà đó, tại cái đó là nhà 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 auction á, những cái nhà đặc kiểu như bị ngân hàng thiếu tiền, ngân hàng không trả nổi rồi bắt buộc phải trả một lần 150.000 là trả một lần hết luôn á, là lấy cái nhà nhà đó. Ở mà nhà đó thường thường á mình lấy về mình đâu ở được đâu, mấy cái nhà đó bị người ta đập bể tường rồi phá cái sinh rồi đập làm cái floor nó bị hư bị này bị nọ đó, mua mấy nhà đó bị phải sửa lại, sửa nhiều lắm á, nhiều cái không biết á là sửa chết luôn. Bây giờ con nói là về cái nhà của con đi, ok. Là con mua cái nhà auction có 150.000, ok đó, rồi phải trả tiền mặt hết, cái nhà này không được trả từ từ, trả tiền mặt hết là 150.000 đó. Cái đó auction kiểu như là ban ôn á, bị kiểu như cái người đó thiếu tiền ngân hàng không có trả được ngân hàng, xong cái bị ngân hàng lấy nhà đó, mấy cái nhà đó ngân hàng bỏ ra. Ok, có cái 80.000, có cái 100.000, trăm mấy, 200 gì đó, càng bự càng mắc. Còn nhỏ là 150.000, đó, ai có tiền mặt, rồi, bỏ ra lấy liền, đó. Cái đó là mười mấy năm trước rồi. Bây giờ đâu còn cái đó nữa, bây giờ hết rồi, bây giờ nhà, bây giờ lên quá. Bây giờ một căn nhà nhỏ nhỏ có 2 phòng là 800.000 là 700.000 á, 800.000 một cái nhà đó. Bây giờ ai mà mua nổi đó, bây giờ đó mấy cái nhà mắc vậy không ai mua nổi hết, bởi vì không có cái vụ mà trả từ trả một lần hết, phải trả từ. Nếu mà cái nhà đó 700.000 trả 30 năm, một tháng mỗi một tháng nó ăn thu mình bỏ bao nhiêu tiền vô nữa, có khi mình mỗi một tháng